Lần gần nhất mình làm về cái chiếc Xiaomi 13 này đó chính là cách đây khoảng 5 tháng. Lúc đó trọng lượng của mình là tầm khoảng 77kg. Còn bây giờ ấy, thì mình còn có 64,5kg thôi các bạn à. Đấy là về cân nặng của mình nhá. Tuy nhiên thì đối với lại cái chiếc Xiaomi 13 này, vào cái thời điểm mình làm video cách đây 5 tháng thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 triệu tròn. Nhưng mà bây giờ ấy, mức giá của nó sẽ là còn 9 triệu. Tức là sau 5 tháng, mỗi tháng nó chỉ giảm khoảng 200 nghìn thôi các bạn à. Như vậy thì đâu phải cứ nhắc tới điện thoại Android là bảo là nó tụt giá không phanh rồi là nó mất giá đâu đâu không nào. Giữ giá vẫn rất ok luôn. Sau 5 tháng mà giờ đây cái chiếc Xiaomi 13 vẫn còn cái mức giá lên tới là 9 triệu như thế. Nhưng mà rõ ràng nó cũng minh chứng cho một điều là gì? Giá trị sử dụng của con này nó rất tốt, nhu cầu người dùng mua nhiều, cho nên thành ra là nó mới vẫn giữ được giá như thế. Nó không phải là kiểu có một cái màn hình nhỏ gọn theo kiểu là hơi quá như là trên iPhone 6.1 inch, mà nó là 6.36 inch. Kết hợp với đó là gì? Nó có cho chúng ta là một cái phần viền rất mỏng. Nếu như so iPhone thì chắc chắn là nó mỏng hơn rồi, nên là nó cũng sẽ giúp tối ưu được cái kích thước tổng thể. Mặc dù là có kích thước màn hình không phải là quá bé, nhưng mà kích thước tổng thể của nó lại bé, giúp cho chúng ta có thể là cầm gọn trong lòng bàn tay như thế này và thao tác bằng một tay rất là dễ dàng. Đây là một cái điểm mà tối ưu cực kỳ cân bằng trên cái chiếc Xiaomi 13. Thật sự nếu như so với lại Xiaomi 14 thì khi mình trên tay cái chiếc Xiaomi 13 này, nó vẫn mang lại cho mình một cái cảm xúc tốt hơn, thật sự luôn. Đó, và con này thì nó có cho chúng ta là một cái màn hình với kích thước là 6.36 inch, màn hình OLED có tần số quét 120Hz, độ sáng cao lên tới là 1200-1300 nits. Thì đây là một cái độ sáng đủ để chúng ta có thể ra ngoài trời nhìn một cách thoải mái rồi. Đấy, và kích thước camera selfie cũng vừa phải, hợp lý. Nói chung cái dòng Xiaomi 13 là một trong những cái dòng máy mà mình thấy là được Xiaomi làm rất là chỉnh chu từ đầu đến cuối luôn các bạn nhé. Và mức giá đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã thể hiện được rằng là cái giá trị sử dụng của con này rất tốt, nó không phải là giá ảo. Hiệu năng thì chiếc máy này nó sẽ chạy là con chip Snapdragon 8 Gen 2. Đây là một con chip vẫn cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn ưu tiên về hiệu năng hơn nữa, muốn có một mức giá tốt hơn nữa, chúng ta có thể lựa chọn cái chiếc Redmi K70. K70 thì nó có màn hình lớn hơn, nó có độ phân giải cao hơn. Thực ra thì độ phân giải cao hơn với kích thước màn hình lớn hơn thì nó cũng cho ra cái mặt độ điện bán xem so với lại con này. Con này có độ phân giải thấp hơn nhưng vì kích thước màn hình nó thấp hơn cho nên là trung bình cái mặt độ điểm ảnh của nó cho ra vẫn xem, không có sự khác biệt quá nhiều về mặt chi tiết. Thì Redmi K70 nó to hơn cho nên là nó cũng có không gian tản nhiệt tốt hơn, nó bung được hiệu năng tốt hơn, pin nó cũng trâu hơn và sạc thì nó cũng nhanh hơn so với lại con Xiaomi 13 này. Đấy, thì bạn nào mà ưu tiên về những cái thông số kiểu nó bổ trợ cho cái vấn đề chơi game màn hình to thao tác sướng thì có thể lựa chọn cái chiếc Redmi K70. Nhưng đối với lại cái chiếc Xiaomi 13 nó lại nằm ở một cái tầm khác các bạn ạ. Nó sẽ có những cái nó ok hơn, nó ngon lành hơn, nó chỉnh chu hơn. Tại vì đây là một thiết bị được ra mắt với định hướng ban đầu là flagship. Camera chắc chắn Xiaomi 13 sẽ ăn đứt so với lại Redmi K70 rồi. Thì bù trừ qua lại mình thấy là cái chiếc Xiaomi 13 này nó vẫn nằm ở một cái đẳng cấp khác. Làm sao mà có thể đặt chung mâm được với lại cái dòng Redmi đúng không nào? Chưa kể so với lại Redmi K70, con này đã có ROM HyperOS quốc tế cài và phát dùng không khác gì một chiếc máy chính hãng ở thời điểm hiện tại. Nó là một cái lợi thế rất lớn khi mà mua cái chiếc Xiaomi 13 này. Đối với lại Redmi K70 bỏ thêm 2 đến 3 triệu mới có ROM tiếng Việt mà dùng. Nói chung là rất là phức tạp và nó tốn rất nhiều tiền. Còn đối với lại Xiaomi 13, giá trị nó đã đúng với tầm tiền rồi mà còn cài được ROM quốc tế nữa, dùng như bình thường, không có bị trễ thông báo, không bị lỗi định vị, có tiếng Việt thì còn gì nữa nào. Rất ok chứ đúng không nào, nếu như so với lại một cái chiếc máy là Redmi K70. Đó cũng là một điểm mà khi nó về thị trường Việt Nam là mức giá của nó sẽ là tầm tầm như thế này, chứ không thể nào thấp hơn được. Tại vì mua cái chiếc Xiaomi 13 này về, mặc dù là kiểu mang danh là hàng sát tay, nhưng mà mua về là dùng cực kỳ ổn định, cho nên nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Và những bạn nào mà đã thích kiểu cái form thiết kế nhỏ gọn thì cái dòng Redmi K70 nó làm gì có đâu. Rồi kiểu thiết kế này làm gì Redmi K70 có. Đấy, thì đây là một trong những cái ưu điểm rất lớn. Loa kép cũng được trang bị đầy đủ, làm chỉnh chu. Rồi là pin có dung lượng khoảng 4500 và sạc 67W. Combo này cũng là combo rất là hợp lý, sạc rất là nhanh luôn. Nói chung là không có gì để mà phải phàn nàn về cái chiếc Xiaomi 13 này cả. Tổng kết lại thì ở thời điểm hiện tại, khi mà mua cái chiếc Xiaomi 13, mình thấy là nó sẽ có rất nhiều ưu điểm, kiểu như là nó có ROM tiếng Việt này mà là HyperOS dùng cực kỳ ổn định. Rồi là mọi thông số của nó, mọi cái những cái công nghệ mà được Xiaomi tập trung vào đây là Xiaomi tập trung định hướng cho một chiếc máy flagship. Cho nên là đừng có so về mặt thông số với lại những cái con máy ra sau, những con máy định hướng là tầm trung giá rẻ. Đấy, chúng ta không thể nào so theo kiểu nó đơn giản như thế được. Và Xiaomi 13 thì đang được bán tại Điện Hoay với cam kết là bản thương mại 100%, không phải là hàng demo vớ vẩn. Cho nên là mua tại Điện Hoay thì cực kỳ yên tâm. Nếu như các bạn phát hiện ra Điện Hoay bán hàng demo thì ngay lập tức các bạn sẽ được tặng máy và hoàn tiền, cực kỳ yên tâm là như thế. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay.
Còn quan nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.